Dạ, em xin kính chào chị ạ. Kính chào chị, hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2023. Em tên là Định, ở Kon Tum, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Kính thưa chị, hôm nay thì bên em cũng xin phép tiếp tục giới thiệu của anh chị một số các loại phong lan của khu vực rừng Kon Tum. Hôm nay thì có các loại như sau anh chị. Đầu tiên là tụi em có chia ra hai cái gói combo đó anh chị sưu tầm. Chị gói combo có nghĩa là cái nhiều cái loại lan khác nhau để con chị về trồng một loại bổ ích để sưu tầm của chị. Tiếp đến là cái hoàng thảo tam màu sắc, cái dòng này thì hoa đẹp lắm con chị, hoa to và đẹp và đặc biệt là rất là sai hoa. Trước là tôi sẽ chèn cái mặt hoa để con chị tham khảo ở trên đầu cái video của anh chị. Cái hoàng thảo tam màu sắc này hiện tại thì cái mùa này đã thắt ngọn thế này anh chị. Những cái thân này là thân hoa này chuẩn bị hoa, thì có chị mua về tầm cỡ một thời gian rất ngắn là nó sẽ ra hoa anh chị. Cái hoàng thảo tam sắc mùa này có chị mua được trái hoa anh chị, và nói chung là vận chuyển rất an toàn và một thời gian ngắn này có chị được trái hoa. Nên khi mà cái cây mà loại này nó đang hoa thì vận chuyển đi nó hoa nó sẽ ảnh hưởng của chị. Tuy nhiên thì cái này thì mong muốn con chị trái hoa là sẽ rất là an toàn. Hoàng thảo tam sắc em chia ra các cái đơn hàng 90.000 một phần của chị, cái dòng thân thông này 90.000 hoàng thảo tam sắc. Và dài ngắn thì tụi em có chia ra nó dài dài là dài và ngắn là ngắn anh chị, trung bình là trung bình là con chị dở lựa chọn. Tiếp đến là cái kim điệp xuân. Thì cái kim điệp ở chỗ em thì thân nó rất là to chị, thân to và mập, thì hiện tại nó đang nụ hoa chị, đây đang nụ hoa thế này. Thì này thì em nghĩ tầm cỡ rằm tháng giêng nó ra hoa rộ rồi con chị. Ba phần một phần 70.000. Tiếp đến là cái loại kiều cánh tua. Kiều cánh tua cái dòng này cũng thuộc dạng hoa xuân anh chị này, đang nó cũng đang nhú nụ hoa anh chị này, cũng một thời gian ngắn là sẽ bung hoa thôi. Kiều cánh tua là hai phần anh chị. Và cũng có một cái loại cái tiêu hồng đỏ chị, rồi loại này cũng đang một số cây cũng đang nhú nụ hoa này. Thì cũng dòng hoa xuân anh chị này, hai phần tiêu hồng đỏ hay gọi là trắng thu anh chị. Và cái loại này cũng hoa xuân rồi anh chị này. Thời điểm này thì 22 tháng tháng chạp rồi anh chị, một vài ngày nữa Tết thôi. Thì con chị chú tâm những cái phần này thì giờ con chị chơi hoa và năm sau con chị cũng có thể là chơi hoa cái thời điểm này anh chị. Cái này gọi là len anh chị, len thì tụi bán rẻ lắm chị, 50.000 từng này thôi, rất là nhiều luôn. Và cái hạt đánh vàng một phần tới 120.000, nhiều lắm anh chị. Con chị liên hệ đặt hàng có thể gọi trực tiếp đến bà em, đầu số là 0973 821 399. Con chị cũng có thể nhắn tin hoặc là gọi qua Zalo số tụi em vừa đọc anh chị. Và các cái đơn hàng bên em báo thì chưa bao gồm cái cước phí vận chuyển, em sẽ gửi đến bưu điện cho nó an toàn chị. Hàng bữa nay bên đấy đi cũng nhanh và cước nó cũng rất rẻ nữa. Thì tụi em xin đi trước cái hòn hạt đỉnh vàng của chị. Hạt đỉnh vàng thuộc cái dòng địa lan đây. Hạt đỉnh vàng này có số 1 120.000 chị, gồm có một một dây này. Những dây này thân tơ này, những cái ngọc này là thân tơ này anh chị này. Thì cái dòng này thì tôi cũng dạng hoa sung, tuy nhiên là không biết là nó đã hoa cho con chị hình như là chưa anh chị. Về này con chị về cũng chắc em nghĩ một thời gian ngắn nó sẽ bung hoa thôi. Một dây này, hai dây này, những cái đầu anh em họ cắt thế này là cái thân cái cụ tơ đó anh chị này. 3 dây này, 4 dây này, 5 dây anh chị, và một số dây nó lẻ nữa. Thường thường em thấy con chị mua về tách ra thế này của chị trồng thì nó sẽ lên mầm nhiều hơn, tuy nhiên thì nó sẽ yếu hơn những cái dây thế này anh chị. Những dây thế này thì nó khỏe hơn, tuy nhiên chị đợi thế này trồng thì mầm nó sẽ ra ít hơn. Con chị nếu chiết ra thì mầm nó nhảy nhiều hơn con chị. 1 2 3 4 5 6 củ này chị, 7 này, 8 này, 9 này. Và hai cái củ này nó hơi sâu tí chị, tuy nhiên thì mầm gốc là vẫn lên bình thường hết. 120.000 hạt đỉnh vàng. Cái hạt đỉnh vàng thì nó giờ trong rồi chị. Tiếp đến là cái một loại len hoa sung anh chị, hoa như thế này thì tôi em giới thiệu cụ thể cái mặt hoa luôn. Cái này thì cây nó cũng đang nụ con chị, nhiều cây nụ đủ lắm. Thì con chị mua về cũng có thể là chuẩn bị chơi hoa luôn. Tôi bán 50.000 thằng thế này thôi. Thì hoa to hoa nhỏ gì con chị cứ trồng xum xuê thì nó từng là nó sẽ bung hoa ra một chậu to thế này, đẹp lắm chị.
chơi một lần và những lần khác anh chị chơi tiếp, năm sau anh chị chơi tiếp. 50.000 lên số 2 này, lên số 3 anh chị. À, cũng mới thế này tôi bán 50.000. À, số UR số 2, số 3 cũng vậy. 50.000. À, tiếp theo lên số 4 này, cũng 50.000 anh chị. Cũng các phần cũng như nhau, tình trạng cây rất là tươi luôn và đang nụ hoa. 50.000. Tiếp theo cái lên phần số 5 này. À, lên số 5 là 60.000 anh chị. Gồm 2 giờ, 1 giờ này, 2 giờ này. 2 giờ này 60.000. Cái lên số 6 à 60.000. Phần này 1 giờ thôi. 60.000 anh chị. Tiếp theo cái lên phần số 7 là 80.000. À, lên số 7 là 80.000 anh chị này. À, lên số 7 là 1 giờ thôi. À, nguyên 1 giờ của anh chị. À, là 80.000. À, tiếp đó là cái kim điệp xuân. À, kim điệp xuân thì cũng đang nụ hoa anh chị. Thì hôm nay vô tình thì tất cả gần như là tất cả các loại chuẩn bị hoa hết chị. Đây, cái kim điệp xuân này tôi mang 70.000 phần này. Cô chị mua về có thể ra trồng được chắc hai chậu của chị. Đó, hai chậu hay con chị ghép một cái khúc lúa đó đã thì ghép một phần lớn luôn. Đó, phần số 1, phần số 2 này cô chị. Cũng giá 70.000. Đây. Phần số 3 này. À, phần số 3 này cũng có giá 70.000 anh chị. À, kim điệp xuân. Và cái loại kiều quấn tua. À, quấn tua thì một số thân thì nó cũng đã bắt đầu nhú nụ này anh chị. À, thì phần kiều quấn tua này tôi bán với giá 100.000 anh chị. À, một dê đây. À, giờ số 2 anh chị. À, số 3 này. À, 4 dê. 4 dê xâm xôi thế này anh chị. Tôi bán với giá là 100.000 kiều quấn tua. À, thì bán cái kiều quấn tua phần số 2 là 60.000. À, con chị này thì con chị thích trồng những giờ nhỏ nhỏ thế này thì con chị có thể sưu tầm phần này của chị. À, những phần này đặc biệt rất là rẻ luôn. À, 60.000. À, rất là nhiều giờ. À, 60.000 thế này anh chị. Đây, kiều quấn tua này, phần số 2. À, tiếp đến là cái loại tiêu hương đỏ thuộc họ hàng của giáng thu anh chị. À, thì coi thì nó đã nhú nụ thế này anh chị. Cái này thì cũng một thời gian ngắn là nó hoa thôi. À, phần này cái giáng thu này tôi bán với giá là tiêu hương đỏ tôi bán giá là 140.000. À, hai cây đây anh chị. Ba này, à, bốn cây này. À, cây này là một giờ luôn, giờ ba bốn ngọn vậy đó. 140.000 kiểu tiêu hương đỏ phần số 1. Tiêu hương đỏ phần số 2 này với giá 90.000. À, gồm gom một cây này, à, cả số 2 này anh chị. À, cả số 3 này. À, cả số 4. À, cái số 5, 5 cây này tôi bán cho 90.000. À, tiếp đó là các cái phần hòn thảo tam màu sắc. Hòn thảo tam sắc thì cây thân rất là mập anh chị. Thân rất mập luôn. Và cây đã thắt ngọn đầy đủ hết, thành ra vận chuyển rất là an toàn rồi con chị. Vận chuyển xa gần gì cũng an toàn hết anh chị. Mỗi phần cái hàng dài và ngắn tụi em có lựa là riêng. Có nghĩa là những phần đó này là dài đều nhau con chị. Và những phần đều nhau hết. Còn những phần hàng trung thì nó sẽ đều theo hàng trung, mà hàng ngắn thì theo hàng ngắn. Đâu có anh chị thích cái loại nào con chị cũng có thể chọn. Đây, hàng dài này 90.000. Thì cái này thì con chị đợi cái tụi em đợi cái án cái gang tay thế này con chị cái ướng ám có nghĩa là con chị có thể là ứng ứng cái kích thước này con chị có thể là lựa chọn anh chị. À, phần số 1 90.000. Phần số 2 này anh chị. À, 90.000. À, phần số 3 này. Phần số 3 là cũng 90.000 hàng dài này. À, phần số 4 này. Phần số 4 là con chị cũng giá 90.000. À, phần số 5 thì bắt đầu từ này thì trung ngắn lại tí. À, cũng giá 90.000. Tất nhiên thì những cái hàng dài thì nó sẽ ít giờ hơn, ít giờ hơn là cái hàng trung và hàng ngắn. Nếu mà ngắn thì nó sẽ nhiều giờ hơn nữa. Cùng một giá tiền, tuy nhiên thì hàng ngắn thì nó sẽ được nhiều giờ hơn, được nhiều thân hơn. Số 5 là 90.000. Phần số 6 là anh chị. Phần 6 là 90.000. Cái thời điểm này con chị mua, em nghĩ mua nó sẽ rẻ hơn anh chị. Đến thời điểm gần hoa thì nó giá nó sẽ đắt hơn tí. Thời điểm này con chị, nếu mà chưa có anh chị cũng có thể sưu tầm, nó giá nó rất hợp lý luôn. 90.000. Phần số 7 này, giá 90.000. Phần số 8 này anh chị, cũng giá là 90.000. À, tiếp đó là các cái phần hàng trung và
hàng nó hơi ngắn tí này, kích cỡ thế này. Bù lại thì nó được rất là nhiều dê, cũng ngắn tuy nhiên nó cũng đã thắt ngọn chuẩn bị ho hết anh chị, chứ không phải là ngắn nó ho đâu anh chị. Phần số 9 này, kích cỡ thế này. Bây giờ là 90.000. Phần số 10 cũng kích cỡ thế này, bây giờ 90.000. Đó. Phần số 11 kích cỡ thế này anh chị, bây giờ 90.000. Thật ra trong phần thế này của anh chị mua về có thể chưa là ghép 2-3 chậu luôn cũng được anh chị. Đây, đủ 1 chậu thế này, 2 chậu thế này, 3 chậu thế này. Đó. 90.000 số 10 số 11. Và tiếp đến là cái hai cái gói combo, combo số 1 của anh chị. Tầm bán có giá là 130.000. Này thì cái trúc mành anh chị, trúc mành con tôm này. Đó. Và trúc mành thì cũng anh chị trong một giờ tương đối anh chị. Tiếp đến là cái một số thân mỗi loại nó ít ít thôi anh chị, cái giáng hương hàng gọi là vườn nâu này. Và tiểu hương đỏ thì cũng được một vài ngọn của chị. Hát mau này. Đây, cái combo này tôi bán giá 130.000. Tiếp đến cái combo số 2. Combo số 2 thì tôi bán 70.000. Cái này thì có chị là về mua về làm giống anh chị. Này thì cá giáng hương này. Một vài cá giáng hương cái tiểu hương đỏ bị lỗi to anh chị. To thì loại ngọn tí. Đang nhú nụ ho này. Và giáng hương và còn lại thì phần rất là nhiều cái loại kiều quấn tua. Kiều quấn tua tuy nhiên thì cái hàng này hàng nhỏ ngắn hả chị. 70.000. Thì rất là nhiều thế này. Tụi em bán 70.000. Kính thưa anh chị, buổi tối hôm nay thì bên em cũng có một số các loại phong lan của khu vực rừng con tum. Xin làm cái video để giới thiệu anh chị. Cũng cảm ơn cô chị đã quan tâm theo dõi ạ. Em cảm ơn cô chị rất nhiều ạ.